Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 5 trên 6 của bài 19. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau đọc các cái đoạn đàm thoại và bài đọc thêm. Đầu tiên mình sẽ đọc và giải thích trước ý nghĩa. Sau đó xin mời mọi người cùng đọc theo mình nhé. Đoạn đầu tiên chúng ta có với chủ đề là 第二次世界大战 tì ơ là lần thứ hai. tí ơ sơ sư ta Đại chiến thế giới lần thứ hai. Ở trong đoạn này nó có hai nhân vật A và B. À, chúng ta cùng tìm hiểu nha. Xéo-lì, ní xì-hoan lý sử Xéo-lì, ní xì-hoan lý sử Bạn Lý, bạn có thích lịch sử không? Xì-hoan, thích. Ồ, cơ quên thị họ má

khai sự là bắt đầu khi mình hỏi một cái mốc thời gian trong quá khứ thì ta phải có cái từ tơ trợ từ tơ đó ở cuối câu như vậy là đại chiến thế giới lần thứ hai là bắt đầu từ năm nào vậy tia sơ sư chia ta tràn sư số này y khai <laughs> sự ta y chiều xanh chiều y năm 1939 nghìn <laughs> chín không đúng đâu yên gai sư y xanh

Chai Gia Châu là ở Châu Á, Chai Gia Châu khai sử là thì đã bắt đầu ở Châu Á rồi. 1937 năm Chu Dị Chiên Trai Châu khai sự là. Quả gì quên gì chỉ có quên thì Tôi cũng hỏi bạn một câu hỏi sầm mấy giang thế nào hoặc là được không? Nị quên bà, bạn hỏi đi. Trung Quốc cuối cùng một hoàng đế là ai? Trung Quốc cuối cùng một hoàng đế Sư Sử. Hoàng đế là hoàng đế. Truy hô chỉ cơ hoàng đế là vị hoàng đế cuối cùng. Vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc. Sư Sử là ai? Sư Phù Dĩ. Sư Phù Dĩ. Bố tuệ. Sư Yến Sư Khải. Không phải là Viên Thế Khải. Sau đây xin mời mọi người cùng đọc thêm mình nhé. Xéo Lì, Ní sĩ hoán lịch sử mà? Xì hoán. 我问你一个问题好吗？问吧。第二次世界大战是从哪一年开始的？一九三九年？不对，应该是一九三七年。 为什么？一九三七年就已经在亚洲开始了。我也问你一个问题，怎么样？你问吧。中国最后一个皇帝是谁？ 是溥仪，不对，是袁世凯。下面们读来一次，各位听一小李，你喜欢历史吗？喜欢。我问你一个问题好吗？问吧。第二次世界大战是从哪一年开始的？一九三九年。 不对，应该是一九三七年。为什么？一九三七年就已经在亚洲开始了？我也问你一个问题，怎么样？你问吧。中国最后一个皇帝是谁？是溥仪。不对，是袁世凯。 Cái tiếp nữa, chúng ta sang đoạn 2. Đoạn 2 là sai mỹ dụy, tức là đoán câu đố. Sai là đoán, sai mỹ dụy là đoán câu đố. À, Chúng ta cùng tìm hiểu nè. Ní xì hoán sai mỹ dụy mà. Bạn có thích đoán câu đố không? Xì hoán. Hòa sô yi cha yi. Tôi nói nha, 1 cộng với 1. Hòa sô yi cha yi. Ní sai sư sả mơ tư. Ní sai sư sả mơ tư. Bạn đoán xem là chữ gì? Sư ơ là 2. Bố tuê, không phải đâu. Sư quảng tư là chữ vương đấy. Các bạn có nhận ra được là chữ vương là bằng 1 cộng 1 không? Ở trên là 1, ở giữa là dấu cộng, ở dưới là 1 đó. Quả về số dĩ cơ nì xa. Tôi cũng nói một câu đố cho bạn đoán nhé. Quả về số dĩ cơ nì xa. Su xa dù cơ xèo nản hải. Su xa dù cơ xèo nản hải. Su xa là dưới cây có một cậu bé trai, một cậu bé. Dù cơ xèo nản hải sư sư là chữ gì? Sư bố sư lị sư có phải là chữ lý không? Nhi sai tuê là, Thì sai tuê là, cái chữ lì là ở trên chữ mọc, tức là cái cây, ở dưới là chữ sư là chữ tử, tức là con trai. Như vậy là các bạn nhận dạng ra được ha. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Sai mỹ dị, 你喜欢猜谜语吗？喜欢。我说一加一，你猜是什么字？十二。不对，是王字。我也说一个，你猜。书下有个小男孩，是什么字？ 是不是“李”字？你猜对了。m ờ g ì 猜谜语，你喜欢猜谜语吗？喜欢。我说一加一，你猜是什么字？是二。不对，是王字。我也说一个，你猜。 xa dù có kế tiếp nữa chúng ta cùng tìm hiểu đoạn văn ngắn tựa đề là bú <Sý> xe tức là không có tuyết không có tuyết rơi chồng <Sý> xuống làm sao mà học bú xe sẽ đầu tiên mình sẽ đọc và giải thích trước cho mọi người sau đó rồi à, mọi người cùng đọc theo mình nha dù có hải dù có hải dơ là có một cậu bé, à, bố ai tủ sú, bố ai tủ sú, không thích học hành, không có thích học hành. Tha phu xin, tức là bố của cậu ấy, chú kể tha chẳng là gì có cú sơ. Bèn kể cho cậu ấy nghe một câu chuyện, A kể B chàng cú sơ, tức là A kể, chuyện cho B nghe. Tha phụ chín chú kể là Bố cậu ấy Bạn kể cho cậu ấy nghe một câu chuyện Cú sư hậu là ngày xưa Dù cơ rảnh có một người nọ Cha lý hình sủng Cha lý hình sủng Cha lý đây mình dịch là gia đình Gia đình rất nghèo Xế xí theo chén hình xa Xế sĩ theo chén hình xa Điều kiện học tập rất kém Xế xí theo chén hình xa Hoàn sang tủ số mấy dầu tân Hoàng sang tủ su mấy giờ tấn Buổi tối Học hành Không có đèn Buổi tối học hành mà không có đèn Chai xòe quang xa Khăn su Xòe quang là cái ánh sáng của tuyết Chai xòe quang xa Ánh sáng của tuyết Như vậy mình dịch là Xem sách dưới cái ánh sáng của tuyết Nì giao xòe sĩ cụ rệnh Nì giao xòe sĩ cụ rệnh Con phải học ở cổ nhân Tức là con phải học ở người xưa ở chữ cậu con trai nói, Ủa tùng là, về chi ru là. Ủa tùng là, con hiểu rồi, về chi ru là, cũng đã nhớ được rồi. Tao là hoàn sang, đến buổi tối. Tao là hoàn sang, đến buổi tối. Phu xin lại là, cái người bố đã đến, hoặc là ông bố đã đến. Khai mệnh dĩ Khan khai mệnh dĩ khan khai mệnh là mở cửa dĩ khan là nhìn một cái tức là ý đứng trước các động từ là chỉ cái hành động diễn ra trong thời gian ngắn như vậy là vờ mở cửa một cái thì nhìn thấy ở từ chân trai tân xe cho ở từ là cậu con trai chân là đang trai tân xe ở dưới cái ánh đèn cho trà là ngồi như vậy là đang ngồi dưới ánh đèn sổ lì nã trơ xuống sổ lì nã trơ xu tức là trong tay thì cầm quyển sách dèn chiên khan trơ xoan hoài dèn chiên là mắt khan trơ xoan hoài nhìn ra bên ngoài cửa sổ phu chiến chỉ quay đầu quên tha phu chiến là ông bố chỉ quay là ngạc nhiên chỉ quay tờ quên tha từ đó đọc là tờ ở đây nó là nó là một cái trợ từ à, tức là ngạc nhiên mà hỏi cậu ấy nghe chỗ này chúng ta không có tơ thì thôi không có từ tơ đó cũng được chỉ quay quên tha cũng được nì trái khăn sầm mờ nì chai khăn sầm con đang xem gì thế con đang xem gì vậy ở từ tả cậu con trai đáp rằng Hoặc là đứa con trai đáp rằng của khăn thiên bố xe tới giang giờ con nhìn trời bố sang là không giống xe xẻ tới giang giờ cái vẻ như có tuyết giang từ là vẽ. con nhìn trời không giống như có cái vẻ là có tuyết bữa xe xè của chậm mới <laughs> nên xú bữa xe xè không có tuyết của chậm mới nên xú làm sao mà con học được à, sau đây xin mời mọi người cùng đọc theo mình cái đoạn này nhé bữa xe xè chậm mới <laughs> nên xú dù cơ hải giờ bữa ai tủ xuống 他父亲就给他讲了一个故事：古时候有个人，家里很穷，学习条件很差，晚上读书没有灯，在雪光下看书。 你要学习古人。儿子说：“我懂了，也记住了。”到了晚上，父亲来了，开门一看，儿子正在灯下坐着，手里拿着书。 眼睛看着窗外，父亲奇怪地问他：“你在看什么？”儿子回答：“我看天，不像下雪的样子。不下雪，我怎么念书？”

儿子说：“我懂了，也记住了。”到了晚上，父亲来了，开门一看，儿子正在灯下坐着，手里拿着书，眼睛看着窗外。父亲奇怪地问他：“你在看什么？”儿子回答：“我看天不像下雪的样子。” Bố xe của anh Và đến đây mình xin kết thúc phần 5 trên 6 của bài 19. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip cuối cùng của bài này. Tức là cái phần mà chúng ta kiểm lại cái nét viết của mình xem nó đã đúng hay chưa. Xin chào mọi người.